Xin được nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đến tham dự lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu di tích Bạch Đằng Giang. Kính thưa quý vị, Hải Phòng, vùng đất cửa biển, luôn giữ vị trí chiến lược và trọng yếu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Năm 938, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chính thức kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc. Năm 981, Lê Hoàng Hoàng đế giết chủ tướng Hầu Nhân Bảo, khiến cho toàn bộ quân Tống xâm lược nhanh chóng tan rã, thất bại. Năm 1288, trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam đã kết thúc với phần thắng thuộc về quân dân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trước đội quân Mông Nguyên bách chiến bách thắng. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay, trong không khí linh thiêng tại khu di tích Bạch Đằng Giang, nơi tôn vinh và tưởng niệm các anh hùng dân tộc đã ba lần lập đại chiến công trên dòng sông Bạch Đằng huyền thoại, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu di tích Bạch Đằng Giang và chương trình nghệ thuật sử thi với chủ đề Hào khí Bạch Đằng Giang. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng lên điều hành buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, thành kính bên dòng sông lịch sử Bạch Đằng huyền thoại tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu di tích Bạch Đằng Giang và chương trình nghệ thuật Hào khí Bạch Đằng Giang. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu di tích Bạch Đằng Giang là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc và giáo dục truyền thống yêu nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi tặng lắc hoa chúc mừng. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Đề nghị toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, tới dự buổi lễ trọng thể hôm nay, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành,
Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn, các đồng chí lãnh đạo các cục vụ viện, các cơ quan nghiên cứu Trung ương, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn, lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đề nghị các đồng chí, các quý vị đại biểu nhiệt liệt chúc mừng. Đại biểu thành phố Hải Phòng, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương, thành phố đến dự và đưa tin. Ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu và toàn thể nhân dân. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân. Hôm nay, trong không khí tưng bừng đón chào năm mới 2021, và không khí phấn khởi của nhân dân thành phố Hải Phòng chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, khu di tích Bạch Đằng Giang và chương trình nghệ thuật chào mừng hào khí Bạch Đằng Giang. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, các quý vị đại biểu và nhân dân thành phố đã về tham dự buổi lễ có nhiều ý nghĩa ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân thành phố. Hải Phòng, vùng đất cửa biển, miền Đông Bắc Tổ quốc, luôn giữ vị trí chiến lược trọng yếu trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Các triều đại phong kiến nước ta đều xác định vùng đất này là yết hầu của kinh thành. Sông Bạch Đằng chảy giữa huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thời phong kiến, từ cửa biển Nam Triệu vào sông Bạch Đằng, tàu thuyền sẽ ngược lục đầu giang và thẳng tới kinh đô. Hai bờ sông Bạch Đằng là hệ thống các sông ngòi dày đặc, núi non hiểm trở, có nhiều hang động và rừng rậm, đặc biệt thuận lợi cho việc bố trí trận địa phòng thủ quốc gia. Vào thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 13 đã diễn ra 3 trận thủy chiến hào hùng của dân tộc ta chống quân xâm lược phương Bắc. Năm 938, người anh hùng dân tộc Ngô Quyền đã sử dụng trận địa Cọc Gỗ, vận dụng quy luật thủy triều, lãnh đạo nhân dân
tổ chức kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán. Và chỉ trong một ngày, quân và dân ta đã đánh tan toàn bộ quân xâm lược, kết thúc chiến tranh, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, chấm dứt 1.117 năm Bắc thuộc. Sau chiến thắng, anh hùng dân tộc Ngô Quyền đã xưng vương, bắt tay vào xây dựng triều đình, chọn Cổ Loa, kinh thành nước Âu Lạc xưa làm kinh đô, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ độc lập, tự chủ của đất nước. Trên dòng sông Bạch Đằng, năm 981, Hoàng đế Lê Đại Hành đã lãnh đạo nhân dân tiếp tục sử dụng phương pháp trận địa cọc gỗ để tổ chức kháng chiến, đập tan cuộc chiến tranh xâm lược của triều đình nhà Tống, giữ vững nền độc lập tự chủ, đưa đất nước Đại Cồ Việt bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển, hùng mạnh. Cũng trên dòng sông Bạch Đằng, năm 1288, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn một lần nữa đã vận dụng sáng tạo địa hình, trận địa cọc gỗ và quy luật sông nước Bạch Đằng, lãnh đạo quân và dân nhà Trần với hào khí Đông A đã nhấn chìm hàng trăm chiến thuyền của quân xâm lược Nguyên Mông, lập lên một trong những chiến công oai hùng bậc nhất trong lịch sử, chấm dứt giấc mộng sông Lăng xuống khu vực Đông Nam Á của đế chế Nguyên Mông, mở ra một thời kỳ phát triển rực rỡ cho quốc gia Đại Việt. Trong cả ba cuộc kháng chiến chống ngoại xâm nói trên, cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Hải Phòng luôn có những đóng góp to lớn. Những người nông dân, ngư dân miền cửa biển đã trở thành những chiến binh, dân binh đứng dưới ngọn cờ của các vị anh hùng dân tộc. Nhiều người trở thành những vị tướng tài giỏi, lập nhiều công trạng, được nhân dân lập đền thờ, tôn vinh là những vị thần, thành hoàng trên nhiều làng quê, khu phố của Hải Phòng. Trên cùng một dòng sông, trong hai thế kỷ khác nhau, diễn ra ba trận quyết chiến chiến lược chống ngoại xâm. Chiến thắng đều thuộc về dân tộc chính nghĩa. Các chiến thắng trên sông Bạch Đằng đều là những dấu mốc đặc biệt quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, và đều mở ra một thời kỳ hòa bình lâu dài và một thời kỳ phát triển thịnh vượng của đất nước. Tất cả những điều đó làm cho dòng sông Bạch Đằng ngàn năm qua trong tâm thức của mọi người dân Hải Phòng luôn là dòng sông huyền thoại, linh thiêng, là mạch nguồn sức mạnh kỳ diệu của dân tộc. Niềm tự hào về dòng sông Bạch Đằng, về những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc đã góp phần hun đúc lên bản sắc, phẩm chất của các thế hệ người dân Hải Phòng. Đó là tinh thần trung kiên, ý chí kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất đó đã được phát huy liên tục trong suốt dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm cho tới ngày nay, và trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Nguồn sức mạnh đó cùng với những thành tựu đạt được sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của chúng ta về tương lai phát triển rực rỡ của thành phố và đất nước như mục tiêu, định hướng mà Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra. Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân, với tấm lòng thành kính tri ân các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiên liệt, nhân dân thành phố Hải Phòng đã tận tâm tận lực xây dựng khu di tích tại vùng đất Tràng Kênh, trung tâm của chiến trường năm xưa. Trải qua gần 20 năm liên tục được bồi đắp và hoàn thiện bằng nguồn lực xã hội hóa từ tấm lòng của nhân dân thành phố và nhân dân cả nước,
khu di tích Bạch Đằng Giang đã được hoàn thành với quy mô như ngày nay. Các đền thờ ba vị anh hùng dân tộc gắn liền với các chiến thắng Bạch Đằng, chùa Trúc Lâm Tự thờ Phật Tổ Thích Ca và Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đền thờ Thánh Mẫu, đền thờ Tướng Công Hoàng Tử Lê Duy Mật, cùng các văn bia, tượng đài uy nghiêm, thần thái, đều là những công trình kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt, việc phát hiện các bãi cọc trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông năm 1288 tại thôn Cao Quỳ, xã Liên Khê, thôn Đầm Thượng, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, càng khẳng định thêm giá trị lịch sử quý giá của khu di tích Bạch Đằng Giang. Và hôm nay, chúng ta vui mừng đón nhận bằng xếp hạng khu di tích Bạch Đằng Giang là khu di tích lịch sử quốc gia. Lễ đón nhận diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 1082 năm chiến thắng đầu tiên trên sông Bạch Đằng của Đức Vương Ngô Quyền, ngày 31 tháng 12 năm 1938, 31 tháng 12 năm 2020, chuẩn bị kỷ niệm chắn 1045 chiến thắng trên sông Bạch Đằng lần thứ hai của Hoàng đế Lê Đại Hành, 28 tháng 4 năm 1981, 28 tháng 4 năm 2021, và kỷ niệm 733 năm chiến thắng trên Bạch Đằng lần thứ ba của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, mùng 9 tháng 4 năm 1288, mùng 9 tháng 4 năm 2021. Khu di tích Bạch Đằng Giang được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị đặc biệt của khu di tích. Để hoàn thành được trách nhiệm đó, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương kiện toàn tổ chức ban quản lý khu di tích thực hiện nhiệm vụ quản lý theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định của luật di sản văn hóa cùng hệ thống pháp luật liên quan. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo ban quản lý khu di tích ban hành quy chế quản lý, phát huy mô hình quản lý 3.0 trong những năm vừa qua, tiếp tục duy trì khu di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang là công trình phục vụ nhân dân, tuyệt đối không thu vé tham quan, không tổ chức kinh doanh, thương mại, dịch vụ, không thu tiền trông giữ xe của nhân dân và du khách. Ban quản lý khu di tích cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm cho khu di tích luôn được quản lý thực sự kiểu mẫu, văn minh, để nơi đây xứng đáng là nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi, như lời danh sĩ nổi tiếng thời nhà Trần Phạm Sư Mạnh đã khẳng định: Giang Sơn Vượng Ký, Bạch Đằng Thông. Chúng ta tin tưởng rằng khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ thực sự trở thành địa chỉ có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị, các bộ ngành trung ương đã thực hiện hoàn thành việc xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, khu di tích Bạch Đằng Giang, bảo đảm đúng quy định và tiến độ. Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón xuân Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi xin kính chúc đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng toàn thể các đồng chí, các quý vị đại biểu và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin tuyên bố khai mạc
lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, khu di tích Bạch Đằng Giang và chương trình nghệ thuật chào mừng hào khí Bạch Đằng Giang. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lên công bố quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Bạch Đằng Giang. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân. Thủ ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sau đây tôi xin công bố quyết định xếp hạng di tích quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch số 3229 ngày 4 tháng 11 năm 2020, quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, căn cứ luật di sản văn hóa, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa và nghị định số 98 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa, căn cứ nghị định số 79 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và hồ sơ di tích, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, quyết định điều 1 xếp hạng di tích quốc gia, di tích lịch sử, khu di tích Bạch Đằng Giang, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Điều 2, Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại điều 1 quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu. Tiếp theo chương trình là nội dung trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Bạch Đằng Giang. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lên vị trí danh dự đón nhận bằng xếp hạng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia, khu di tích Bạch Đằng Giang. Trân trọng kính mời các đồng chí.
Kính thưa các quý vị, ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt với chủ đề Hào khí Bạch Đằng Giang. Chỉ đạo nội dung: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Chỉ đạo thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng. Kịch bản và tổng đạo diễn: Nhà viết kịch Vũ Hải. Cố vấn lịch sử: Nhà sử học Lê Văn Lan, nhà sử học Nguyễn Quang Ngọc. Tổng biên đạo: Nghệ sĩ nhân dân Hữu Từ. Và các biên đạo: nghệ sĩ ưu tú Tuyết Minh, Văn Hiền, Tiến Thanh, Hải Trường. Sáng tác phối khí âm nhạc: nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, Mai Kiên. Thiết kế sân khấu: nhà thiết kế Lê Hoài Nam. Mỹ thuật sân khấu: Văn Tòng. Hình ảnh: Huỳnh Vũ, Bảo Huy. Đơn vị tham gia biểu diễn: Nhà hát Tuồng Việt Nam, Đoàn chèo Hải Phòng, Đoàn văn công Hải quân, Học viện Múa Việt Nam, Lữ đoàn đặc công Hải quân 126, Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng. Thể hiện hình tượng Đức Vương Ngô Quyền, nghệ sĩ nhân dân Quang Chí. Thể hiện hình tượng Hoàng đế Lê Đại Hành, nghệ sĩ ưu tú Văn Mẫn. Thể hiện hình tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Ánh Dương. Thể hiện hình tượng Thái hậu Dương Vân Nga, nghệ sĩ Thùy Dương. Các nghệ sĩ, ca sĩ: nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Lương Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Đức Tuấn, Hoàng Hồng Ngọc, Thu Thủy, Hồng Duyên. Chương trình có sử dụng các trích đoạn thơ của các nhà thơ Việt Nam và tư liệu của đồng nghiệp. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Hàm Nghi. Sau đây, xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị cùng thưởng thức. Việt Nam có một dòng sông lịch sử, nhiều phen nổi sóng bạc đầu của những chiến công lừng lẫy chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ hòa bình. Đó là sông Bạch Đằng, với những địa danh trên bờ dưới bến oai linh, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc trên những trang sử vẻ vang như Lưu Kiếm, Lưu Kỳ, Hang Lương, núi U Bò, núi Mỏ Vịt, Tràng Kênh, núi Phượng Hoàng và nhiều địa danh khác. Dòng sông Bạch Đằng kỳ vĩ từ ngàn xưa luôn là yết hầu của quốc gia Đại Việt và kinh thành Thăng Long. Sông Bạch Đằng chính là biểu tượng và minh chứng hùng hồn của lịch sử chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông và nòi giống của tổ tiên ta. Bạch Đằng, sông bắt đầu từ lòng Tổ quốc, đổ ra cửa biển tương lai. Đầu gối sử xanh, khoác tay vĩnh cửu, sinh lực tràn đầy, sức mạnh không vơi. Bạch Đằng lời cảnh báo thiên thu cho mọi kẻ thù. Về đây ta nghe sóng về Bạch Đằng giang, về đây nghe lại tiếng quân reo. Đại Việt ngàn năm hồn sông núi giang sơn hương khí Bạch Đằng thơ. Vùng núi non linh thiêng hùng vĩ, trận địa cọc cô ngã ba sông lưu dấu bao huyền tinh. Ba lần thủy chiến giặc ta hàn, vùi sáng nơi đây tiếng thế vang trời.
Thiên Ngô Vương đây trần thế còn lưu, cháu con bao đời nhớ ơn Đức Vương, người khai sinh trần địa cọc ô. Nam Hán hung tàn ngấm máu Bạch Đằng, hậu nhân bảo hãy vui thay nơi đây, vua Lê ta thay trời hành đạo. Quân Tống kia cớ sao sang xâm lấn, dưới sông Thiêng bãi cọc đang chờ. Sơn thủy lưu đức chí tráng sơn hà, giữ vững bờ cõi quốc thái dân an. Ba quân tướng sĩ gương vùng lên, nguyện mong bạn bia oai xanh đức thánh trơn. Tiền nhân ơi, ba thân thái huy nghi hướng ra biển đông, vẫn nghe đâu đây tiếng trống hào hùng. Và tiếng quân reo giữ yên bờ cõi, tràng cảnh đó miền đất thiêng, bao chiến tích xưa lưu danh đến ngàn thu. Hào khí Đông A còn vang mãi, gian sang vương khí bay tăng tơ. Sơn thủy lưu đức chí tráng sơn hà, giáng sang vượng khí Bạch Đằng đâu. Sơn thủy lưu đức chí tráng sơn hà, giữ vững bờ cõi quốc thái dân an. Ba quân tướng sĩ gương vùng lên, nguyện mong bàn vía oai xanh đức thánh trơn. Tiền nhân ơi, ba thân thái uy nghi hướng ra biển đông, vẫn nghe đâu đây tiếng trống hào hùng. Và tiếng quân reo giữ yên bờ cõi, tràng cảnh đó miền đất thiêng, bao chiến tích xưa lưu danh đến ngàn thu. Hào khí Đông A còn vang mãi, giáng sang vương khí Bạch Đằng thơ. Lưu danh tráng sử, lưu danh trần thế, chiến thắng Bạch Đằng ra. Năm 1938, trên sông Bạch Đằng, Đức Vương Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán, chấm dứt 1117 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập của dân tộc ta. Ngô Quyền phát tích ở Đường Lâm, dòng họ Hào Châu, mạo bất phàm. Trong giết nghịch thần tên phản bội, ngoài trừ giặc dữ bọn quân tham, xây lại cơ đồ giống lĩnh Nam. Cương vị đứng đầu vua Tổ Phục, tên ngài hiền hách với giang san. Sách trời còn ghi, từ thuở xa xưa sớm truyền, khi thiêng Đường Lâm mảnh đất địa linh, sinh hạ người con trí dũng oai phong. Giáng bậc đế vương trán cao mắt sáng, âm vang Bạch Đằng lưu dấu ngô. Thank you.
sóng nước đang giáng cuộn chảy mênh mang. Trận chiến nơi đây vẫn còn in bóng thời gian. Thắp nén tâm nhang, xin cúi đầu trước tiền nhân. Ân đức ghi sổ mãi mãi vọng vang. Thánh đức uy linh thiên thu quang nhật nguyệt. Thần công hiền hách vạn thế chiếu sơn hà. Vương nghiệp chiếu soi loa thành lưu sử sách. Chiến công vang đăng tùy vọng mãi ngàn năm. Tài trí binh quyền góc nhọn răng răng ẩn dưới đáy sông sâu. Quang cao cờ dài mặc mưu kế ngô quyền. Bao chiến thuyền giặc vui sát nơi đây. Bút trời lửa cháy trên sông. Sách lược hơn người chấm dứt ách ngoại bang. Bạch đằng giang vui thay nàng hán. Ngộ tiên chúa vang danh non sông. Hòa sáng muôn đời vì tổ trung hưng. Quân nước Đại Việt xưa dẹp yên nổi loạn. Nối quốc thống giang san tiếng sóng rền còn vọng vang đâu đây. Ngô quyền lập quốc xưng vương. Thiên hạ thái bình vui khúc khai hoàn ca. Bạch đằng giang hồn thiêng sông núi. Tiền Ngô Vương lưu danh ngàn đời. Bạch đằng giang hồn thiêng sông núi. Tiền Ngô Vương lưu danh ngàn đời. Mây phủ tràng kênh núi mấy tầng. Đằng giang cuồn cuộn sóng trào dâng. Mênh mông Nam Triệu mây hòa nước. Ta cùng ba quân lập trận đồ chống giặc. Lính miền núi giỏi cung tên. Quân miền xuôi đã quen bơi lội. Thế tướng sĩ như dòng bay hổ phục. Há lo gì vận nước không hưng. Dạ, xin kính chào chủ soái. Theo lệnh chủ soái, chư tướng chúng tôi đến chờ lệnh. Chào các vị tướng quân. Dạ. Các vị tướng quân đã biết Vạn Vương Hoàng Tháo, con trai Hán Vương, đang dẫn đầu đội thủy binh cùng hàng trăm chiến thuyền đã vào biển giao châu ta. Chúng đang hướng tới cửa sông Bạch Đằng. Đây chính là con đường xâm lược ngày xưa Mã Viện đã từng qua đó. Đúng là ngựa quen đường cũ. Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến. Quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Cống Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe, địch với quân mỏi mệt tất sẽ phá được. Nhưng bọn chúng có lợi là ở trên thuyền lớn lại nhiều. Ta biết vậy nên đã phòng bị trước. Thưa chủ soái, theo lệnh của chủ soái, hàng vạn chiếc cọc gỗ bịt sắt nhọn đã được cắm xuống đáy sông Bạch Đằng. Hàng vạn mũi tên được dân binh chuẩn bị. Những chiếc cọc gỗ sẽ như những mũi dao khổng lồ, cùng lúc từ đáy sông lao lên, đấm thủng chiến thuyền quân xâm lược. Những mũi dao khổng lồ sẽ cùng lúc lội nước lao lên, đâm thủng chiến thuyền quân xâm lược. Chiến trường đã chuẩn bị, chư tướng hãy sẵn sàng. Nơi cửa biển Bạch Đằng sẽ là mồ chôn quân giặc. Dạ dạ, cấp báo, cấp báo. Thưa chủ soái,
thuyền gió thám của tướng giặc là Hoàng Tháo đã đến cửa sông Bạch Đằng. Được lắm, hỡi ba quân. Dạ. Ta đã quyết định đặt đại bản doanh tại Lương Sâm, nơi cửa biển Bạch Đằng để đón đánh quân giặc. Dạ. Đánh giặc ngay tại nơi địa đầu, cửa ngõ Giang Sơn. Các tướng nghe lệnh. Dạ. Tướng Dương Tam Kha. Dạ. Ông mang thủy đạo tinh binh cùng đội hỏa công ém quân bên tả ngạn sông, khi có lệnh nhất tề phóng hỏa. Xin tuân lệnh. Tướng Đỗ Cảnh Thạc nghe lệnh. Dạ. Tướng quân chỉ huy đội binh quyền mai phục bên Hữu Ngạn cùng quân dân thủy bộ hiệp đồng. Xin tuân lệnh. Ngô Sương Ngập nghe lệnh. Dạ. Mang quân mai phục hai bên bờ cửa sông Bạch Đằng, ẩn mình giữa ngàn lâu lách. Khi thuyền của giặc bỏ chạy thì sống ra giết giặc. Thưa phụ thân, con thề quyết chí giết giặc lập công. Tướng quân Nguyễn Tất Tố. Dạ. Có tiểu tướng. Tướng quân dẫn đầu đội thủy binh với chiến thuyền nhẹ ra cửa biển khiêu chiến, xả thua để giặc đuổi theo. Khi nước triều lên, thuyền của giặc sẽ tràn qua bãi cọc. Khi đó, tướng quân phải lập tức quay lại phản công. Cùng lúc quân ta sẽ nhất tề nổi lửa. Dạ thưa chủ soái, gia đình tiểu tướng đã mấy đời sinh sống với sông nước Bạch Đằng. Tiểu tướng hiểu rõ từng con nước xuống lên. Tiểu tướng sẽ chọn đúng giờ khắc thích hợp thì giả thua bỏ chạy. Khi nước triều rút, bãi cọc nhô lên, sẽ quay mũi giáo phản công. Hỡi ba quân. Xuất binh đánh giặc. Dù ở thế chủ động tiến công, nhưng do rơi vào thế bất ngờ, quân Nam Hán trên thuyền hoảng loạn. Hoàng Tháo không kịp trở tay, liền cho binh thuyền tạm rút, lùi lại phía sau để ổn định đội hình. Nước thủy triều đã rút mạnh, những đầu cọc đẽo nhọn bọc sắt cứng bắt đầu phát huy tác dụng. Nhiều chiến thuyền đâm vào cọc nhọn, nước tràn vào nhanh. Binh thuyền hùng mạnh nhanh chóng rối loạn, các chiến thuyền bị dồn lại tắc nghẽn không thoát ra được, dù chỉ còn cách biển không xa. Ngô Quyền ra lệnh toàn quân thừa thắng xông lên tổng công kích. Quân Nam Hán ở trước mặt, sau lưng, dưới nước
đều bị đánh quyết liệt, chết đuối quá nửa. Số lính sống sót tìm cách bơi vào bờ thì bị đội quân mai phục sẵn của ta do các tướng Dương Tam Kha và Đỗ Cảnh Hạ, Ngô Sương Ngập, Nguyễn Tất Tố, Đào Nhuận xông ra tiêu diệt. Vua Nam Hán chỉ huy đội quân bộ binh chưa kịp và tiếp ứng cho con trai Hoàng Tháo để thực hiện giấc mộng bá chủ thiên hạ thì đã nhận được hung tin đạo binh thuyền hùng mạnh mà triều đình Nam Hán dày công xây dựng đã bị tiêu diệt nhanh chóng. Chủ soái, đất nước đã sạch tấm ngoại xâm, hào kiệt và dân chúng bốn phương đều hướng về chủ soái. Dạ, phương Bắc sai người mang ấn tiết độ sứ đến phong người lên chính vị. Phong ta lên chính vị ư? Ông cha xưa yếu thế, đành nhẫn nhục tạm cầm. Chú danh vị gì, chức ấn ngoại bang, mang dấu hận ngàn năm nô lệ. Trận Bạch Đằng đã làm tan tác giấc mộng xâm lăng, chấm dứt hơn ngàn năm đại họa Bắc thuộc. Cuộc trung hưng đất nước giờ đã thành công. Ấn tiết độ sứ ta không cần đến. Chủ soái anh minh. Dạ thưa chủ soái, nhà cần có chủ, nước phải có vua. Xin chủ soái xưng vương để dân chúng cậy nhờ, ngoại bang cũng không có cơ xâm phạm. Dạ, muôn dân cùng tướng sĩ suy tôn chủ soái ngôi vương. Muôn dân cùng tướng sĩ suy tôn chủ soái ngôi vương. Muôn người một ý, ta cũng thuận lòng. Ngô Quyền ta quyết ý xưng vương để cùng con dân đất Việt nối lại quốc thống. Người Việt làm chủ đất Việt. Dạ, chủ soái anh minh. Quốc thống ấy hơn nghìn năm trước đã mất khi An Dương Vương thất thủ Cổ Loa Thành. Vậy nên ta lại quyết định chọn Cổ Loa Thành làm kinh đô để bày tỏ nghĩa lớn. Quốc thống xưa mất ở đâu thì nay nối lại ở đó. Muôn dân và các tướng sĩ có thuận lòng với ta không? À, chủ soái anh minh, Cổ Loa Thành trở lại làm kinh đô nước Việt ơi. Trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 đã đi qua ngàn năm, nhưng âm hưởng anh hùng ca của tinh thần chiến đấu bất khuất vẫn như còn vang vọng khắp non sông.
Đây dòng sông xanh vang lừng chiến công, lưu truyền sử sách. Đây dòng sông sâu ngút ngàn bờ bãi, nhấn chìm sạc sạc. Thời gian lắng nghe dòng sông kể chuyện, chuyện từ ngàn xưa còn mãi vang ngàn năm sau. Chuyện về dòng sông thiêng ba lần vui sáng sáng. Bao kiếp trời Nam đức danh còn lưu nơi địa linh. Bạch đăng cuồn sóng nhắc tên người xưa với thời gian. Đây dòng sông sông ngút ngàn bờ bãi nhân chim sắc rất dâu xưa ai hùng còn mãi thời gian. Một dòng sông xanh ngàn đời vang danh, một dòng thánh thang đổ về miền Nam. Ba lần dập đến ba lần dập tan trên dòng sông này vẫn nghe tiếng vọng hào khí ngàn năm. Lịch sử cha ông ngàn đời giữ nước còn truyền mãi sau ngàn đời tiếp bước. Nghìn thu một cõi hồn xưa còn mãi một Việt Nam. Bạch đăng linh thiêng, bạch đăng an nhiên, chạy về biển lớn dòng sông. Đất rừng ở núi Kẻ Sập xứ Thanh là nơi sinh thành thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Lê Hoàn lớn lên theo giúp sứ quân mạnh nhất đương thời là Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng các thế lực cát cứ thổ hào, ổn định non sông, mang lại thái bình cho muôn dân. Lá cờ mang niên hiệu Thái Bình của Đinh Tiên Hoàng Đế chỉ tung bay trên kinh đô Hoa Lư hơn 10 năm. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng Đế và Thái tử kế vị Nam Việt Vương Đinh Liễn bị sát hại giữa kinh thành. Quốc triều và kinh đô Hoa Lư không còn quốc chủ. Năm thứ 11 niên hiệu Thái Bình, ấu chúa Đinh Toàn 6 tuổi ngồi vào ngai vàng. Thái hậu Dương Vân Nga buông rèm nhiếp chính, lo liệu đại sự quốc gia. Vương triều Tống ở phương Bắc vốn luôn rình mò trốn giao châu, đã nhanh chóng nhận ra cơ hội. Tháng 6 năm 980, vua Tống lựa thời cơ nước Nam đang rối ren, lệnh đem quân chinh phạt. Dạ, muôn tâu Thái hậu. Nhận được tin Thái hậu triệu hồi từ biên cương, thần tức tốc hồi cung xin trở lệnh. Tướng quân về thật là đúng lúc. Vua còn nhỏ dại, trong ngoài chẳng yên. Giữ được giang sơn không thể nào trông vào mẹ con tôi. Tất cả trông cậy thập đạo tướng quân tính toán trù liều. Muôn tâu, thần ở chức phó vương nhất trinh, dù sống chết biến loạn thế nào cũng một lòng vì xã tắc giang sơn. Nghe tướng quân nói vậy, ta cũng yên lòng. Dạ. Thái hậu thiên tuế, hợp đạo tướng quân phát phúc. Ta miễn lễ. Dạ, xin Thái hậu thứ lỗi vì sự đường đột này. Xã tắc lâm nguy, chúng thần như ngồi trên lửa. Thần xin phò thập đạo Lê Hoàn chống Tống, dù thịt nát xương tan. Dạ, thưa Thái hậu, thần xin ra biên thủy một lòng chống giặc. Dạ, thần xin nguyện xả thân vì giang sơn xã tắc.
Dạ, thần xin dẫn quân binh chống giặc Tống xâm lăng. Ta cảm tạ trước tấm lòng trung quân ái quốc của các quan. Thế nước hiện nay đang trong cơn tao loạn, quân Tống ra tối hậu thứ đánh chiếm, giặc chiếm thành gây khói lửa binh đao. Quân nội phản đang cấu kết nổi lên, vua con mới 6 tuổi đầu còn bé thơ non dại. Ta phận quân thoa yếu đuối, nay vận nước lâm nguy, ai sẽ là trụ cột gánh vác sơn hà? Trình Thái Hậu, bây giờ chúa thượng vẫn còn thơ ấu, vận nước đương lúc lâm nguy, trước hãy tôn ngay thập đạo tướng quân lên làm thiên tử. Tôn thập đạo tướng quân lên làm thiên tử. Thập đạo tướng quân chí dũng song toàn, lại được ba quân tướng sĩ hết lòng tôn phò. Lúc lâm nguy, giang sơn là trên hết. Lúc lâm nguy, giang sơn là trên hết. Đất nước lâm nguy, giang sơn là trên hết. Lòng người đã tỏ, ta xin có mấy lời. Thập đạo tướng quân quả là tài đức hơn người, công lớn dẹp loạn 12 sứ quân, dẹp hết loạn thần, giữ quyền lớn trong tay vẫn một già trung thành, tấm gương sáng muôn người đều thấy. Nay giặc Tống sắp tràn vào bờ cõi, lại được toàn thể tướng sĩ ba quân hết mực tôn phò, truyền mang long bào, kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ khí thiêng sông núi, kính lạy Tiên Đế Anh Linh chứng giám lòng thành. Hỡi triều thần tướng sĩ, ta Thái Hậu Dương Vân Nga vì vận mệnh sơn hà, trao cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn tấm long bào thiên tử. Thập đạo tướng quân hãy lên ngôi hoàng đế, để giữ cho giang sơn này được bền vững âu vang. Ôi thập đạo tướng quân lên ngôi. Dạ, Trình Thái Hậu. Thưa bá quan văn võ, Lê Hoàn tôi tài hèn đức mỏng, chỉ có thể làm thập đạo tướng quân, chứ không thể xứng danh ở ngôi thiên tử. Xin nguyện làm tôi phò vua trị nước, xin đèn trời soi xét tấm lòng chung ạ. Kìa tướng quân, mời thập đạo tướng quân lên ngôi. Bấy giờ là mùa thu năm Canh Thìn 980, Lê Hoàn vừa đúng tuổi 40. Từ chỗ là người đứng đầu quân đội trở thành người đứng đầu cả thiên hạ. Sứ mạng mà lịch sử và quân dân đất nước đương thời trao cho vị tướng quân thập đạo khi ngồi chỗ ngai vàng thiên tử chính là để đứng đầu công cuộc kháng chiến chống xâm lăng, cứu nguy dân nước. Cười phá tan nam cười bình chiến, đại hành hoàng đế dựng nhà tiên lễ. Lê đại hành hoàng đế dũng hiên ngang, cùng vua Đinh dọc ngang sông, đường ra
ra tay dẹp quân tham tà. Vì lòng người nên quyết đăng quang. Lê Hoan người vì nước thương dài, dẫu đời nhiều sóng bão binh đao, từng bao phen vượt qua nơi ngàn, từng vùng đao đốt xuống bao thành, niềm hào hùng cao ngất trong tim. Tràn lên phá tan, bàn kiếm lưu dài. Bạch đằng thấy kết, bạc sóng kinh thiên. Triệu phùng hoan quách quân biển buông đao đầu hàng. Hầu nhân bảo trước ba quân bỏ xác ra trường. Bình chiêm chợt hóa, dậy sóng phương nam. Truy phê mỹ thuế, đoạt kiếm nước chia. Lên đại hành hoàng đế uy nghiêm, giữa bao trời kinh cũ hoa lư. Lập báo dung mộ chiếu nhân tài, đoàn dung kiêng nguyện đem thân mình. Cùng lòng người xây đắp non sông, bao đời còn mãi nhớ vô lệ. Đã liều mình gìn giữ giang sơn, ngoài gian nan nguyện hy tâm mình. Cùng tôn vinh đại công Lê Hoàn, và nghìn đời ta quyết noi gương. Người anh hùng phá tông bình chia, để nghìn đời con cháu Mùa đông năm 980, vị thập đạo tướng quân nay mang cờ hoàng đế Thiên Phúc, khoác long bào đi đánh giặc. Lê Hoàn dẫn đầu đại quân nhằm hướng biên cương đông bắc mà bài binh bố trận. Giúp việc cho Lê Đại Hành trong việc chỉ huy binh sĩ là Phạm Cự Lạng giữ chức thái úy, Hồng Hiến giữ chức thái sư. Ông mời sư Pháp Thuận và đại sư Ngô Chân Lưu cùng dự bàn mưu kế đánh giặc. Lê Đại Hành thân chinh dẫn đại quân từ kinh thành Hoa Lư theo đường thủy ngược sông đáy sông Nhuệ mà vào sông Hồng, rồi từ đó tiến lên miền địa đầu đông bắc. Tướng Lữ Lang được cử đưa đạo quân uy dũng từ Hoa Lư lên giữ phòng tuyến bờ bắc Lục Đầu Giang. Tướng Trần Công Tích lên trấn thủ ở Nghĩa Đô gần Đại La. Lê Long Tính trấn thủ ở bờ bắc sông Hải Triều, tức sông Luồng. Nhiều tướng lĩnh khác cũng được phân công nhiệm vụ. Tổng số quân Đại Cồ Việt theo ước tính khoảng 10 vạn người. Hoàng đế Lê Đại Hành khẩn trương xây dựng các phòng tuyến, đặc biệt là chiến lũy Bình Lỗ. Lê Đại Hành cho làm các cọc nhọn cắm trên sông Bạch Đằng và một số dòng sông để đối phó với thủy quân Tấn. Đầu mùa xuân năm Tân Tị 981, những cánh quân xâm lược nhà Tống chia các đường thủy bộ ồ ạt tiến binh xâm nhập nước Đại Việt. Những trận đánh giằng co ở cửa ngõ đông bắc đã nổ ra. Chiến trường với các địa danh Hoa Bộ, Đa La, Tây Kết, Bạch Đằng, quân nước Nam tả xung hữu đột giữa những lá cờ hiệu mang tên các tướng giặc như Hầu Nhân Bạc, Lưu Trường, Tôn Toàn Hưng, Trần Khâm Tộ. Trận Bạch Đằng thứ hai của Lê Hoàn là chiến công kỳ vĩ của sự kết hợp mưu trí và sức mạnh cầm cự rồi trá hà, tiêu diệt tướng giặc cùng lực lượng xâm lược Tống Triều. Sách của nhà Tống ngậm ngùi ghi lại: Hầu Nhân Bảo đến sông Bạch Đằng, Lê Hoàn giả vờ xin hàng để dụ địch. Hầu Nhân Bảo tưởng là thực nên mắc mưu. Quân Nam rất mạnh, Nhân Bảo bấn loạn,
hoảng hốt và bị giết chết, xác quặp xuống sông Thải, huyện Thủy Nguyên. Bấy giờ là ngày 28 tháng 4 năm 981. Xong quân địch ở trận thủy chiến Bạch Đằng, Lê Hoàn dẫn đầu quân sĩ mở tiếp trận đánh trên bộ ở Tây Kết nhằm vào cánh quân của tướng giặc Trần Khâm Tộ. Một trận tiêu diệt chiến nữa bùng nổ. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi lại cảnh quân giặc chết quá nửa, thây chất đầy đầu. Các tướng giặc Quách Quân Biện, Triệu Phụng Huân bị bắt sống. Tướng giặc Trần Khâm Tộ dẫn càn quân tháo chạy về nước. Sử thần Lê Văn Hưu viết: Lê Đại Hành tóm bọn quân Biện, Phụng Huân của nhà Tống dễ như lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa đầy vài năm mà bờ cõi bình yên. Sử thần Ngô Sĩ Liên viết: Vua Lê Đại Hành đánh đâu được đấy, đánh lui quân triều Tống để bẻ cái mưu tất thắng của vua tôi bọn họ, có thể gọi là bậc anh hùng nhất đời vậy. Hơn 1.000 năm trước, thập đạo tướng quân Lê Hoàn đã hoàn thành sứ mạng làm thiên tử. Với tài năng và đức độ, hoàng đế Lê Đại Hành không chỉ được tôn vinh trên quê ngoại Kẻ Sập, xứ Thanh, quê nội Thanh Liêm, Hà Nam, nơi đang gìn giữ lăng mộ của ông, mà ông được toàn dân nước Việt tôn sùng và ngưỡng vọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiều vắng trầm đưa lên tiếng ca. Thuyền ai lướt sóng trên dòng sâu, nguyên mông ngựa dẫm tới đâu là xương phơi thịt vãi. Những ngọn cuồng lưu như cơn bão cát từ Mông Cổ Tân Cương đến Ba Tư Bạch Đát, nguyên mông từng bắc chiến tây chinh, lẽ nào để một phương không xéo nát, lẽ nào để chiếc ngai vàng át đát, ba chân trời đại lục đứng tranh vênh. Không phải cho dân Đại Việt hiểu thế nào là sức mạnh của thiên triều. Nguyên Mông đã ba lần xâm lăng Đại Việt, cả ba lần chúng đều bị đánh tan. Lần thứ nhất năm 1258 với trận Đông Bộ Đầu, vua tôi nhà Trần đã làm nên lịch sử. Lần thứ hai năm 1285, Trương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, vua tôi nhà Trần lại viết tiếp bản hùng ca chiến thắng. Vẫn còn đây hào khí Đông A, lần thứ hai Đại Việt vang bài ca sát thát. Vó ngựa quân thù vang ngoài bờ cõi, tin biên cương dồn dập dội về. Giặc Thát đang đe dọa nước nhà, quân giặc nhiều mạnh hơn bão nổi. Hỡi muôn dân nên đánh hay hoa? Điện Diên Hồng trang nghiêm im lặng, bỗng sục sôi chuyển động ầm ầm, muôn miệng một lời hô quyết chiến. Trần Hưng Đạo hùng tài thao lược, được phong làm tiết chế quốc công. Hỡi ba quân tướng sĩ, ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ dần chưa thể xả thịt lột da, ăn gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nhìn thấy ta bọc trống da ngựa, ta nguyện xin làm. Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa. Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta. Zoo!
vạn kiếp hữu sơn dài kiếm khí. Lúc đầu vô thủy bất thủ thanh ngư, nghe hồn thiêng còn đâu đây, chí sĩ hiện tại đại dân cường, tâm tư trời cao vì dân quốc, khí phách hào hùng cuộn mây bay, thanh ba rộn vang gọi non sông, quốc ngân đại Việt mệnh giao hòa, hiên ngang trời nam tử vương kế, nhân duyên địa lợi thời thiên tế. Vòng vang lời hịch như sấm rồi, Đại Việt xưa danh muôn đời ghi nhớ, như ngọn núi hiên ngang giữa đất trời, một cõi linh thiêng khai sáng đời mai hình như sấm rồi, Đại Việt xưa danh muôn đời ghi nhớ, như ngọn núi hiên ngang giữa đất trời, một cõi linh thiêng khai sáng đời mai sau. Ai về đây một chiều nghe tiếng lòng, cốt niềm tin tâm nhan trời cao thế nhân, vẫn tỏa sáng lung linh với đất mẹ, một cõi linh thiêng soi sáng đường ta đi. Một cõi linh thiêng soi sáng sau thất bại trong việc chinh phạt Đại Việt năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn không từ bỏ kế hoạch đánh chiếm Đại Việt. Đến cuối năm 1286, việc chinh phạt Đại Việt lần thứ ba được chính thức khởi động, và lần này quân thủy là lực lượng rất được Mông Nguyên chú trọng. Tàn qua mới giữ được mấy năm, khó khăn vẫn còn chồng chất. Nay dân Đại Việt lại rơi vào cảnh khói lửa binh đao, loạn ly máu chảy. Bọn giặc Thát thật là điên cuồng. Đã hai lần bị Đại Việt ta đánh cho không còn mảnh giáp, đến nỗi thoát hoan phải chui vào ống đồng trốn chạy. Này Thát Đát vẫn ôm mộng bá vương. Thế giặc rất mạnh, các khanh định liệu thế nào? Dạ bẩm thượng hoàng, tâu bệ hạ, lần trước nước ta thái bình lâu ngày,
Dân không biết việc binh cho nên quân Nguyên vào cướp thì hiểm nguy đầy đọa. Nhờ có uy tín của tổ tông và thần võ của triều đình nên quét sạch được bụi hồ. Nay chúng lại kéo sang thì quân ta đã quen với chiến trận, mà quân nó thì sợ phải đi xa. Theo như thần thấy, lần này ta đánh giặc sẽ nhàn hơn đó muôn tâu. Ra bẩm thượng hoàng, tâu bệ hạ, trước hết ta phải yên lòng dân, chỉnh đốn binh mã, tinh luyện dân binh, rồi tìm kế hay đánh giặc cả. Các khanh phải chuẩn bị quân lương chu đáo, luyện tập binh sĩ quen với thực chiến, tất cả trên dưới đồng lòng quét sạch giặc Nguyên ra khỏi bờ cõi. Dạ! Thánh thượng anh minh, thượng hoàng vạn tuế! Đầu tháng 12 năm 1287, thủy quân của Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy xuất phát từ Khâm Châu tiến về vùng bờ biển đông bắc của Đại Việt. Ngày 17 tháng 12 năm 1287, lực lượng chiến đấu chính do Ô Mã Nhi chỉ huy vài ngày sau tới cửa biển Vạn Ninh. Chúng đi ven bờ và cửa sông Bạch Đằng, sau đó tới Vạn Kiếp hợp binh với Thoát Khoang. Đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ tới gần cửa biển Bạch Đằng thì bị quân Trần Khánh Dư tập kích. Tướng Văn Hổ đại bại, đổ cả thóc xuống biển vì không muốn lọt vào tay quân Trần, rồi bỏ chạy về Quỳnh Châu. Thuyền lương của Phí Củng Thìn kéo theo sau, đến Huệ Châu đã gặp bão trôi giạt tới Quỳnh Châu. Đoàn thuyền lương do Từ Khánh chỉ huy đi lạc tới Chiêm Thành rồi quay trở lại Quảng Đông. Như vậy, các thuyền lương của quân Nguyên mất hoàn toàn. Khúc sông này thật là một nơi địa hình hiểm yếu. Cách đây 350 năm, Đức Vương Ngô Quyền đã cho cắm cặp gỗ vót nhọn trên cửa sông này đón đánh quân Nam Hán. 43 năm sau, cũng tại nơi đây, Hoàng đế Lê Đại Hành đã cho quân mai phục ven sông, dụ quân Tống vào rồi đánh cho dập đầu rắn, giết chết tướng giặc là Hầu Nhân Bảo. Dạ bẩm quốc công, hẳn người đã có kế hay chống giặc. Ta đã cùng Trương Hán Siêu nghiền ngẫm địa đồ và xem xét thực địa. Dạ bẩm quốc công, sau lưng ta là năm nhánh sông chảy quanh các dãy núi Tràng Kênh đổ về Bạch Đằng. Các nhánh sông Chanh, sông Kênh, sông Rút, sông Thải dẫn xuôi ra biển. Dưới chân ta là cọn đá ngầm với năm cọc đá gọi là gành cốc đó ạ. Các tướng hãy nghe lệnh, ta cùng đại quân về tập kết ở Trúc Đồng, An Bang, điểm binh chờ thời cơ. Các tướng huy động quân dân cùng binh lính dựa vào thế núi, nương theo thủy triều, lợi dụng sức gió cắm cọc dưới lòng sông dẫn ra cửa Bạch Đằng. Ô Mã Nhi rút quân, ta sẽ đánh cho chúng không còn đường về cố quốc. Y lệnh! Sát thắng! Sát thắng! Sát thắng!
Zota, chung kết lòng sai trên sóng Bạch Đằng, trên sóng Bạch Đằng kia xa xa là xa bao ước vạn vạn quân thù họ dô ta anh em ta đi họ dô ta gây sức khủng Bạch Đằng ra lòng chung chi họ dô ta làm ư sao ý a ý a là ư sông trôi máu thù trên khung sông này còn ghi dấu xưa anh em tai họ dô ta gây sức hùng Bạch Đằng ra giết lũ tham tàn dô ta họ dô ta Zota, thề ư chung ý a đem hết tài ra giết quân ngoài sân trên sóng Bạch Đằng, trên sóng Bạch Đằng. Dù quân nguyên là nguyên đông gấp bội bội không sợ họ Zota. Họ dô ta ghi nhớ hịch truyền đêm nào anh em tai họ dô ta ghi nhớ huyền huyền quyền thắng họ dô ta ngày hôm nay cùng quân nguyên thi sắc hùng trên nước năm này sẽ không sống chung anh em tai họ dô ta gây sức hùng Bạch Đằng ra giết lũ tham tàn anh em tai họ dô ta gây sức hùng Bạch Đằng ra giết lũ tham tàn. Ngày 2 tháng 2 năm 1288, thoát hoan vây đánh Thăng Long, chờ mãi không thấy thuyền lương của Trương Văn Hổ tới, không có lương thực, thoát hoan lúng túng. Hơn nữa quân Nguyên bị dịch bệnh rất nhiều, không thể tiếp tục chiến đấu. Đã vậy, quân Đại Việt lại phản công mạnh mẽ, kiểm soát vùng Hải Dương, Hải Phòng, đẩy thoát hoan vào nguy cơ bị cắt đường về Vạn Kiếp. Tình hình thiếu lương thực càng ngày càng trầm trọng, thoát hoan quyết định rút quân khỏi Đại Việt. Lúc đó là vào khoảng cuối tháng 3 năm 1288. Quân Nguyên chia làm hai ngả rút về, một ngả của thủy quân do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy, một ngả của bộ binh do Thoát Hoan chỉ huy. Dạ bẩm quốc công, theo dự tính sáng nay thủy quân của Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp sẽ tới sông Bạch Đằng. Nguyễn Khoái, tướng quân hãy chuẩn bị thuyền nhẹ, giặc xuất hiện thì ra khiêu chiến. Khi nước thủy triều rút, phản công tổng lực dồn đuổi quân Thát vào bãi cọc trên sông. Xin tuân lệnh. Bẩm quốc công, trận địa cọc đã sẵn sàng chờ quân giặc rút chạy. Nơi đó chính là mồ chôn của quân xâm lược. Bẩm quốc công, tướng giặc Trình Bằng Phi đi đường bộ, hộ tống đoàn thuyền của Ô Mã Nhi bị ta cản đường nên đã quay ngựa rút lui theo hướng cửa sông Đơn Độc. Trình quốc công, cánh quân của ta do Thượng Hoàng và quan gia đích thân chỉ huy, đánh quân Ô Mã Nhi trên sông Kinh Thầy, đang dồn chúng về sông Bạch Đằng. Dạ, tại Trúc Động, quân ta cùng dân binh đánh cho tiền quân của Lưu Khuê không thể vào sông Giá, phải quay về sông Đá Bạc cùng Ô Mã Nhi sẽ hợp vào trận địa mai phục của ta. Đánh chặn giặc chờ thủy triều rút. Sát thắng! Sát thắng! Sát thắng! Sát thắng! Sát thắng! Lời đại vương truyền nín cỏ cây. Sát
ba quân hào khí ngất tầng ấy. Vụt nghe tướng lệnh vươn mình thét: Sông Bạch Đằng, tôi có mặt đấy. Chiều non bạc lên ngôi do lịch sử và xuống ngôi theo lệnh đại vương truyền. Nước rút đi như ngàn vạn mũi tên lấy Đông Hải làm bia nhằm bắn tới. Một ám hiệu kình nghe vừa mắc lưới, Huyền Vương Sư liền quật khởi tranh phong. Tay chèo nổi ngược cơn giông, tiếng hò sát tháp vang sông ngập bờ. Ngang trời động sấm tháng ba, dọc sông chấp giật sáng lòa hương đao. Thế phản công làm dập dĩ nôn nao. Giữa lúc rồng yên mở vuốt vươn mây, quân tiếp ứng của Vương Sư ào xuất trận. Và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn hiện ra như một vị thần linh. Hỡi ơi, bằng giáo sắt cắm ngang sông, đáy Trường Giang là cả một bàn trông. Nằm đợi sẵn khi thủy triều xuống thấp, đoàn thuyền giặc lui qua bị xô nghiêng lật sấp, bị xé ra từng mảng vỡ tan tay. Nguyên mông khắp Á Âu từng vạn lý trường chinh, bọn chúng ngờ đâu một sớm cõi Lý Minh. Thân bách chiến bỗng quay về hột cát, trôi theo sóng cả tiếng tăm nòi hát đáp, cả giấc mơ xâm lược Chúa Hồ Nguyên. Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi chúng dân trăm họ, Trần Bạch Đằng, tướng nhà Trần, Đỗ Hành và Nguyễn Khoái bắt sống tướng giặc là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp ở biên cương. Tướng sĩ nhà Trần cũng đánh tan quân Bộ. Chủ tướng giặc Thát là Thoát Hoan một lần nữa dẫm lên xác quân binh nhà Nguyên mà bỏ chạy. Non sông Đại Việt nay đã sạch bóng giặc thù. Hỡi ba quân tướng sĩ, hỡi chúng dân trăm họ, ghi công quan lại địa phương và dân chúng nơi cửa biển Bạch Đằng. Quốc công ta xin được gửi tới các cụ bô lão và toàn thể dân binh lá cờ sát thát và thành bảo kiếm đã cùng ta xông pha chiến trận Bạch Đằng. Lời cảnh báo thiên thu cho mọi kẻ thù xâm lược. Thank you.
Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã đập tan âm mưu tái xâm lăng Đại Việt, chôn vùi mộng bá chủ toàn cầu của đế quốc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Âm hưởng hùng ca chiến trận vẫn vọng vang cùng năm tháng. Vẫn còn đây địa danh hai xã Lưu Kiếm, Lưu Kỳ nơi cửa biển Bạch Đằng. Vẫn còn đây bãi cọc cao quỳ giữa trùng điệp tràng kênh trên vùng đất thủy nguyên lịch sử. Đại thắng Bạch Đằng 1288 là một trong những trận huyết chiến lừng lẫy nhất, là trận tiêu diệt lớn nhất trong lịch sử thủy chiến của dân tộc Việt Nam. Bạch Đằng đã trở thành hồn thiêng sông núi của đất Việt, trở thành cảm hứng bất tận của thi ca. Anh minh hai vị thánh quân, sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh, giặc tan muôn thuở thanh bình, bởi đông đất hiểm, cốt mình đức cao. Sông Bạch Đằng quan hà bách nhị, hào kiệt công danh cử địa tầng. Đức vương Ngô Quyền, hoàng đế Lê Đại Hành, hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn vẫn ngẩng cao đầu, sừng sững hiên ngang ở chính vùng đất mà một thời các ông đã cùng muôn dân Đại Việt chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Di tích Bạch Đằng Giang xứng danh là di tích lịch sử quốc gia. Còn phong tiếng quân reo, hào khí Đông A dẹp tan quân ngoại xâm. Để đời sau còn mãi lưu danh, hào khí cha ông thành hồn núi sông. Cùng về đây nghe lại tiếng quân reo, hào khí Đông A chạy mãi trong lòng ta. Tự hào thay truyền thống ông cha, để Hải Phòng hôm nay đã trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc, nơi hội tụ của trí tuệ, lòng yêu nước và sự đoàn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ. Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia khu di tích Bạch Đằng Giang xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn, các đại biểu quốc tế, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng quý vị đại biểu, các quý vị khách quý và quý khán giả đã theo dõi chương trình.